Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với phần livestream vào thứ hai hàng tuần của Anna. Và trong buổi livestream ngày hôm nay thì giống như đã thông báo thì Anna sẽ nói chuyện với các bạn về cái việc mà chúng ta sẽ bán sản phẩm nào. Tại sao mình lại cần phải có một cái thứ mà nói về bán sản phẩm nào? Có thể tất cả các bạn đều thấy rằng là chúng ta kinh doanh những cái dòng sản phẩm tốt rồi thì chúng ta sẽ bán mọi thứ. Thế nhưng mà sự thực thì có lẽ là Anna là một cái người chuyên gia dinh dưỡng thì cứ cho như là nửa mùa nhất đi. Bởi vì sao các bạn biết đâu? Bởi vì Anna có một cái tư duy là chúng ta cần phải kết hợp sản phẩm như thế nào để kinh doanh cho nó nhanh ra tiền. Vâng, cảm ơn trợ lý trường quay. Chào chị Lý nữa. Cảm ơn các bạn. Và chính cái việc mà chúng ta sẽ chọn kinh doanh sản phẩm gì nó sẽ quyết định rất nhiều đến cái việc mà tốc độ phát triển của chúng ta. Đơn giản bởi vì là các bạn đều biết là tiền yêu tốc độ đúng không? Chúng ta cần phải tranh thủ từng giây từng phút, cho nên là ví dụ cùng một đơn vị thời gian đó thì chúng ta sẽ phải chọn những sản phẩm gì và kinh doanh những sản phẩm gì, tập trung vào đối tượng nào, đấy là những cái thứ mà rất nhiều người quan tâm. Và Anna cũng như các bạn là Anna cũng vô cùng quan tâm đến là làm thế nào để đội nhóm của mình có thể phát triển được nhanh. Thế có nhiều người bảo là nếu như mà bây giờ bạn không bán hàng làm sao bạn có doanh số? Tất nhiên là chúng ta phải bán hàng rồi. Thế mà chúng ta không bán hàng một mình mà việc của chúng ta là chúng ta đi xây dựng một đội nhóm, những người cùng bán hàng cùng với chúng ta, những người cùng bán hàng bằng truyền miệng. Và trong cái quá trình đó thì Anna phát hiện ra rằng là nếu như mà chúng ta không có chiến thuật trong việc lựa chọn sản phẩm á thì rất là có khả năng là chúng ta sẽ bị chìm đắm ở trong cái việc mà chữa bệnh này, chìm đắm ở trong cái việc mà tập trung vào những người bị bệnh nặng này. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta không thể đi nhanh được. Thế thì nó phải có bí quyết, cái gì cũng có bí quyết và có công thức. Thì các bạn hãy tag tên những người bạn bè của mình, những người mà đang các bạn nghĩ rằng họ sẽ cần cái chủ đề này, giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này vào các nhóm ở cái nơi mà các bạn thấy là có nhiều đồng đội của chúng ta và những cái đồng đội mà người ta đang cần cái phần này. Và Anna làm cái phần này là bởi vì rất là hiếm hoi ạ. Bình thường tôi không bao giờ tôi rất là sợ bày sản phẩm lên giống như kiểu hot girl bán hàng. Mà bây giờ mình cũng không còn trẻ nữa, cho nên là mình không muốn biến mình thành như thế. Hôm nay đừng có ai đặt hàng tôi, đừng có ai comment đặt hàng của tôi ở trên cái phần livestream này nhá. Bởi vì cái mục đích của cái buổi livestream này là để đào tạo cho đội nhóm, những người mà yêu thương Anna, đang follow Anna và Anna lại không có một cái cơ hội để mà trao đổi với các bạn kỹ hơn về sản phẩm. Vì cứ gặp tôi là tôi sẽ nói về dịch vụ, gặp tôi là tôi sẽ nói về kinh doanh, sẽ nói phát triển bản thân, sẽ nói những cái gì để kinh doanh. Ok, Anna cũng phải nhờ sự trợ giúp của người thân đây để cho chúng ta có thể bắt đầu. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào đầu tiên về cái việc mà tư duy chúng ta sẽ kết hợp như thế nào. Anna có nhận được một vài những cái lời yêu cầu của các bạn. Xin trợ lý trường quay vào lấy hộ chị cái quyển note á, cái note màu xanh ở trên bàn á. Anna có nhận được những cái lời yêu cầu của các bạn về một số những cái món mà các bạn muốn. Thế thì trước khi mà đến với cái món mà các bạn muốn á thì Anna muốn trao đổi với các bạn, đúng rồi, cảm ơn em. Anna muốn trao đổi với các bạn về cái việc mà chúng ta nên chọn cái gì để bán. Ví dụ nhá, bây giờ bạn đang muốn đi nhanh, bạn đang muốn phát triển nhanh, thì bạn phải có một cái combo mà nó có thể đúng cho mọi đối tượng. Tại sao chúng ta lại có thể có một combo mà đúng cho mọi đối tượng? Đó là vì như thế này. Đầu tiên ấy, chúng ta hãy hình dung là ví dụ như mà chúng ta đang làm bác sĩ, chúng ta chữa bệnh thì chúng ta không được đào tạo bài bản và chúng ta không thể nào làm được cái việc đấy rồi. Thế nhưng mà bây giờ là chúng ta đang sử dụng một cái thứ có tên gọi là cái cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể. Giống như mình cũng không cần phải biết về máy bay Boeing nhưng mà mình vẫn biết đổ xăng dầu vào để cho nó chạy, đúng không ạ? Đến khi mà nó có gặp trục trặc gì cần thay máy móc thiết bị thì mình mới mang đến kỹ sư thôi. Thế thì tương tự như vậy, việc của chúng ta là chúng ta chỉ cần đưa vào cơ thể những thứ mà cơ thể cần, sau đó tự cơ thể sẽ điều chỉnh, tự cơ thể sẽ quyết định là sẽ để lại, giữ lại thứ gì, sẽ bỏ đi thứ gì. Và tự cơ thể sẽ căn chỉnh, chứ mình không cần phải tìm hiểu. Bởi vì về mặt thực tế thì có rất là nhiều những cái chuyên gia cả nghìn năm nay rồi, là người ta vẫn tìm mọi cách để mà người ta có thể tìm hiểu về cơ thể mình. Nhưng mà không phải ai cũng tìm hiểu đâu, không phải ai cũng tìm hiểu được đâu, người ta chỉ tìm hiểu được một phần rất là bé thôi. Ngay cả những cái người mà người ta được mệnh danh là đã giải mã được bộ gen người thì về phương diện sinh học mà nói cũng còn biết rất ít.
và chủ yếu là chỉ biết đến những gen mở thôi, còn mà gen mở lại chiếm số ít, còn tất cả những gen đóng thì chẳng ai biết cả. Thế và bởi vì thế cho nên rằng là những cái thứ mà chúng ta không biết về cơ thể chúng ta là rất là nhiều. Việc của chúng ta đơn giản là bạn hãy làm sao để cung cấp cho cơ thể những thứ nó cần. Và với cái cách đó thì Anna có một cái combo mà bạn phải làm sao mà bạn có thể dùng được cho mọi đối tượng. Đồng thời là bạn cứ dùng như thế combo đấy là nó sẽ có hiệu quả sau 3 đến ngày đến 7 ngày. Thế chúng ta phải làm sao chúng ta xét được một bộ combo mà luôn luôn có hiệu quả trong 3 ngày đến 7 ngày. Thì ở đây Anna đã bày ra một số sản phẩm. Cái combo đầu tiên có tên có 4 cái món, đó là siêu vitamin, Neurovision, thêm 2 món nữa là Vita Zmanium, đây mình để lên trên này, và thêm một món nữa là Formula 4. Tại sao lại như vậy? Bạn hãy để ý nhá. Siêu vitamin là sẽ cung cấp toàn bộ cái năng lượng cho cơ thể và nâng cao cái năng lực hoạt động của cơ thể rồi. Cho nên là bạn nào mà bị một cái số những cái bệnh nhẹ nhẹ á, sử dụng hai cái này là nó sẽ có thể điều chỉnh được. Nó cơ thể mình sẽ biết tự đưa vi chất vào đâu. Neurovision là cho mắt và não, đặc biệt là cho não. Vậy thì cứ não mà tốt ý, thì tất cả như tất cả những cái chức năng khác đều tốt. Vita Zmanium này nó có khả năng cung cấp rất là nhiều cái hàm lượng chất chống oxy hóa vào trong cơ thể. Thì ban đầu da của chúng ta sẽ đẹp này, và cái chất chống oxy hóa là nó còn có ý nghĩa gì nữa? Nó sẽ làm cho cơ quan nội tạng của chúng ta khỏe. Và khi cơ quan nội tạng của chúng ta khỏe thì bạn sẽ biết rồi đấy. Nếu như mà nó khỏe thì chắc chắn là gì? Chắc chắn là nó sẽ được loại trừ những cái nguy cơ bệnh tật này, nó sẽ trẻ hóa này, sẽ tăng sự hồi phục. Ví dụ như một người mà bị khớp đi, thì để cho cái tế bào ở ổ khớp đấy có thể tái tạo được thì mình có thể cho dùng Vita Zmanium. Nếu như mà một người mà bị tiểu đường đi thì cái lá lách của người ta cần phải được tái tạo, cái gan của người ta cần phải được bổ sung những cái dưỡng chất, thì cũng có thể sử dụng đến Vita Zmanium cho những trường hợp như thế. Formula thì sao? Ai cũng biết, chúng ta đều biết Formula là một trong những thứ mà không thể thiếu được trên bàn ăn của chúng ta. Nó là khả năng thải độc và nó còn thải độc ở mức độ nhân tế bào nữa, cho nên sẽ giúp điều chỉnh những cái sai hỏng ở trong cấp độ tế bào và từ đó điều chỉnh toàn bộ cơ thể. Vậy là với bốn món này thì bạn biết rồi. Thứ nhất ấy, xét về mặt kinh doanh nó nhiều điểm và nó có lợi về tiền. Xét về mặt hiệu quả thì nó có một đặc điểm là nó có thể có hiệu quả với mọi đối tượng sử dụng. Và nếu như mà bạn chỉ cần đưa cho khách hàng sử dụng được 4 món này thôi thì đảm bảo là họ sẽ yêu thương bạn cả cuộc đời này, và họ sẽ cảm nhận được cái hiệu quả ngay chỉ sau từ 3 ngày đến 7 ngày. Thậm chí chúng ta còn có những món mà chỉ sau một lần sử dụng là có hiệu quả ngay cơ mà, đúng không? Chúng ta còn có cái món này gọi là Coen, là cái món mà chỉ sau một lần sử dụng thì bạn sẽ có hiệu quả ngay. Vậy thì trước khi đến với cái phần mà giải đáp những cái yêu cầu của các bạn thì Anna muốn nhấn mạnh với các bạn rằng là đây chính là cái bộ mà Anna thường xuyên dùng. Đối với Anna thì những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm mà căn bản nhất, mọi doanh nhân đều cần phải dùng, mọi người khỏe mạnh đều cần phải dùng, những người ốm yếu thì càng cần phải dùng. Nếu như họ bảo họ không có tiền thì bạn có thể bớt, hoặc là bạn sẽ bớt siêu vitamin đi, hoặc là bạn sẽ bớt Neurovision đi, tùy vào cái công việc của họ và cái thứ mà họ đang cần bổ trợ nhiều hơn. Thế còn tất cả những thứ khác là giữ nguyên. Bây giờ Anna xin ăn, nếu bạn bán món đấy nhá thì bạn sẽ có hiệu quả ngay lập tức, cho nên Anna khuyến nghị là các bạn sẽ bán cái món đó. Đó, từ một chuyên gia, từ một người có nghiên cứu về dinh dưỡng, tôi khuyến nghị các bạn rằng là chả cần phải biết quá chi tiết cụ thể có cái gì đâu, mà mình chỉ cần hiểu rằng là để sản phẩm này lưu hành được ở Việt Nam thì nó đã có bằng sáng chế, nó đã được nhập khẩu chính ngạch, nó đã được rất nhiều những cơ quan ban ngành kiểm duyệt, nó đã được đảm bảo những cái tiêu chí sản xuất ở rất là nhiều những cái tổ chức khác nhau. Và vì thế cho nên rằng việc của mình là gì? Mình phối kết hợp nó, thế thôi, phối kết hợp nó. Rồi, hôm nay ở đây có một bạn ấy nói rằng là bạn ấy muốn được biết về bệnh hen, sản phẩm gì nữa nhờ, trị nám, mỡ bụng, giảm cân. Rất nhiều bạn nói về mỡ bụng và giảm cân, rất là nhiều bạn luôn. Cho nên là Anna đã chuẩn bị sẵn để nói với các bạn rồi. Và có một bạn thì nói là về hiếm muộn ở nam và nữ. Và một bạn cuối cùng thì nói là muốn làm sao để ngực bự. Đó. Thì trước nên chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi lần lượt những thứ mà trong khả năng của Anna. Bạn hãy nhớ rằng là tôi không phải là một bác sĩ, và bạn cũng không phải là một bác sĩ. Cho nên là cái gì mà cần đến bác sĩ thì hãy để cho bác sĩ lo. Cái gì mà, tại vì cái tiềm thức của người bệnh á, là người ta sẽ dẫn người ta đến cái người mà giúp người ta chữa bệnh.
kiến thức của người bệnh sẽ dẫn người ta đến bệnh viện và đến bác sĩ. Còn việc ở đây của chúng ta là gì? Chúng ta đang tìm cách sử dụng cái năng lực tự sửa chữa của cơ thể. Giống như là mấy cái loài động vật ấy mà, nó đâu có bệnh viện và đâu có bác sĩ đâu, đúng không? Mà tại sao nó lại có khả năng tự sửa chữa? Tại sao khi nó bị thương thì nó cũng có biết ăn cái gì đó? Con hổ khi mà được bị thương, đố các bạn biết nó ăn cái gì? Theo các bạn, con hổ khi bị thương nó ăn cái gì ạ? Nó có ăn thịt hay là nó ăn cái gì? Bạn hãy search ở trên Google, định giật ở trên YouTube đi, bạn sẽ thấy rằng là có những cái clip mà khi con hổ nó bị thương, khi con hổ nó bị ốm, nó sẽ ăn cỏ chứ nó không ăn thịt. À, ngay cả một con động vật ăn thịt thì cũng ăn cỏ. Thế cho nên là nó sẽ có cái cách mà để cho cơ thể của nó tự sửa chữa được. Đấy là việc của chúng ta là chỉ cần đưa vào thôi. Thế bây giờ nhá, cái bệnh hen á, nó không phải là cái sở trường của Anna, mà nếu như mà phải có một người mà kiên quyết là phải dùng sản phẩm của chúng ta thì bạn có thể hướng dẫn cho họ sử dụng những cái bộ cung cấp năng lượng cho cơ thể trước trong tháng đầu tiên. Sau đó khi mà cơ thể của họ đã được khỏe khoắn rồi, những cái bộ mà Anna vừa đưa ra là cung cấp năng lượng đã được khỏe khoắn rồi, thì bạn bắt đầu mới cho họ cái bộ thanh lọc. Vì nguyên nhân của gây hen nó cũng là những cái đờm nhiều này, xong nó cũng là những cái co thắt của những cái mạch vào này, của cái mao mạch, rồi người ống thở thì chúng ta không thở được đó, và vẫn phải dùng thuốc của bác sĩ, vẫn phải dùng thuốc của bác sĩ cho đến khi mà cơ thể nó đã cân bằng lại. Mà tôi nói luôn là đây không phải là thế mạnh của tôi, bạn có thể sử dụng cái sự trợ giúp của một số cây đa cây đề ở trong chúng ta như là anh Minh hay là anh Sáng. Ok, thế mạnh của tôi là gì? Thế mạnh của tôi là làm cho phụ nữ đẹp hơn và làm cho đàn ông khỏe hơn, và tôi chỉ làm việc tốt với những người khỏe thôi. Tức là nếu mà một người khỏe muốn làm thế nào để giảm cân, làm nào để ngực bự thì tôi làm được. Còn nếu mà bảo là chữa bệnh ấy, thì đấy không phải sở trường của tôi. Thế thì bây giờ tôi nói về cái việc mà giảm cân trước. Giảm cân á, thì chúng ta trước giờ chúng ta có rất là nhiều sản phẩm, mà khi mà Anna sử dụng cho những cái người tư vấn viên nhá, tôi rất ít khi bán hàng. Chả tội gì mình phải tập trung vào việc bán hàng cả. Bởi vì một người khách hàng cho các bạn được 3 triệu là cùng, đúng không? Nhưng mà một tư vấn viên, nếu mà bạn biết cách làm việc với người ta có thể mang đến doanh số cho bạn cả tỷ và nhiều tỷ. Vậy thì mình tập trung ít vào cái việc bán hàng thôi. Tất cả chúng ta đều phải tiêu thụ hàng. Thế nhưng mà mỗi tháng tiêu thụ khoảng 10 triệu là được rồi, đừng có bán nhiều hơn. Công ty không trả tiền cho chúng ta nhiều hơn từ việc đấy, mà từ việc chúng ta xây dựng một hệ thống gồm rất nhiều những người bán hàng với mình. Thế thì riêng với bộ giảm cân, giảm mỡ bụng thì đây, có 3 sản phẩm này thì Anna muốn hướng dẫn các bạn. Có rất nhiều người hỏi yogurt protein, yogurt pure H và trà tê. Tại sao Anna lại mang 3 sản phẩm này ra? Một, thứ nhất ấy, yogurt protein này là nó có khả năng thay cho một bữa ăn của chúng ta. Thay cho một bữa ăn. Và khi mà thay cho một bữa ăn thì nó còn có cả thêm một số hợp chất để giúp cho chúng ta có thể đốt cháy mỡ. Đấy là một số những cái chiết xuất từ cái mướp đắng. Và nó có cái L-carnitine, chính là cái thứ mà để giúp cho chúng ta đốt mỡ. Vậy là nó khác với cái loại protein này này. Ở chỗ nào? Cái protein này, nhờ đây, nhờ mặt này mới đẹp. Cái protein này này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng cường cơ bắp và cũng thay được bữa ăn. Hoặc là người gầy, người mập gì cũng uống. Thế nhưng mà nó không có những cái thứ mà kích thích đốt mỡ mạnh như là cái này. Cho nên cái này chúng ta tính tiền ra nó rẻ hơn cái này một tí, rẻ hơn khoảng 5.000. Thế thì cái này chúng ta sẽ uống thế nào? Chúng ta sẽ uống vào bữa sáng. Chúng ta sẽ uống thay cho bữa ăn sáng. Các bạn nhớ này, chúng ta phải uống thay cho bữa ăn sáng. Bây giờ bạn cứ ghi như thế đi, một lát nữa Anna sẽ nói về mặt bản chất của cái việc giảm cân. Tiếp đến, cái yogurt pure H này nó có khả năng đốt những cái lượng đường dư thừa trong máu. Cho nên là bạn sẽ uống nó vào buổi sáng, đừng có uống nó buổi chiều, đừng uống nó buổi tối. Uống nó vào cái tầm mà từ 10 giờ đến 11 giờ trưa á. Rồi, đấy là như thế. Rồi, trà tê thì bạn sẽ uống một ngày 4 gói, đúng không? Một ngày 4 gói, sáng và chiều. Bạn chia ra. Rồi, và hãy nhớ rằng là hãy dặn khách hàng của mình, hãy dặn tư vấn viên mới của mình là trà tê là một cái món mà khi bạn uống trong một tuần đầu tiên thì nó sẽ làm cho bạn đi vũ trụ rất là nhiều. Cho nên bạn phải cẩn thận. Rồi ok. Thế thì tại sao chúng ta lại uống như thế và nó lại giảm được cân? Đầu tiên này, mình phải hiểu này, cái nguyên lý của cái việc giảm cân là gì? Nguyên lý của việc giảm cân là nó liên quan đến việc tiêu hao năng lượng. Tức là nếu một cơ thể mà cân bằng mà sạch sẽ thì nó sẽ vận hành như thế này. Một người bình thường một người bình thường thì một ngày sẽ có nhu cầu sử dụng năng lượng khoảng 1.600 đến 2.000 calo. Thế thì người ta nghiên cứu rằng cứ mỗi lần mà giảm đi 7.000 calo người ta sẽ giảm một cân. Tức là nhân lên là nếu như mà có thể giảm 28.000 calo thì tức là người ta sẽ giảm 4 cân. Rồi,
Thế thì nếu mà 28.000 calo tức là tương ứng với một tháng, mỗi ngày mình giảm đi 1.000 calo, đúng không? Và cứ mỗi ngày mình giảm đi 1.000 calo thì tức là mình sẽ giảm được 4 cân, có thể đến 5 cân trong vòng 1 tháng. Đấy là nguyên lý khoa học rồi. Cho nên rằng là nếu mà các bạn có cái cách nào đó để chế độ ăn của các bạn dưới 1.000 calo quãng quãng như vậy mà bạn vẫn đủ chất, bạn vẫn khỏe khoắn, thì việc đấy sẽ làm cho bạn giảm cân một cách tự nhiên, không cần phải ép buộc. Vậy là bằng cái cách mà bạn thay đổi chế độ ăn thôi là bạn đã giảm được cân rồi. Thế thì bạn hãy để ý này, ở đây tính về mặt năng lượng nhá, tại vì cái gì cũng phải khoa học một tí, đúng không nào? Năng lượng ở đây là người ta sẽ tính làm ra cái yoga của chúng ta. Yoga của chúng ta, một cái hộp, một cái bữa mà yoga như thế này thì nó có thể Anna nhớ là Anna đã đọc cái phần năng lượng của nó đâu mà sao giống thấy. Ok, cái yoga này nó thiên về protein, mà cứ mà 25g protein trên một gói, cứ 1g protein nó sẽ tạo ra khoảng 1g protein tạo ra khoảng 4 calo. 1g protein tạo ra khoảng 4 calo và 1g mỡ thì tạo ra khoảng 9 calo, thì bạn thấy một cái bữa này của chúng ta rất là ít calo. Rất là ít calo, chưa kể nó còn có cái khả năng đốt cháy mỡ nữa, đúng không nào? Và những cái món này thì nó không có gây tăng calo cho bạn. Thế nhưng mà có một món đó là đồ ăn của bạn. Đồ ăn của bạn thì giả dụ nhá, bữa sáng bạn uống yogurt protein, bữa trưa bạn vẫn ăn cơm. Theo cái trường phái giảm cân của Anna từ xưa đến nay, và cái trường mà Anna đã giúp cho 15.000 người giảm cân rồi, và khi mà đến với Siberia á, thì Anna cũng đã dùng những sản phẩm này để giúp cho khách hàng của Anna giảm cân. Thì Anna chưa bao giờ yêu cầu mọi người là phải không ăn tinh bột cả. Tinh bột rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Tinh bột nó cần cho não bộ của chúng ta. Tinh bột nó cần để giúp chúng ta vui vẻ, thoải mái. Nó cần giúp chúng ta ngủ ngon. Thế nên là trong tinh bột nó có rất là nhiều những cái thứ mà cần thiết mà chúng ta cần phải bổ sung. Thế tức là bạn phải có một chế độ ăn mà không bắt người ta nhịn cái gì cả. Không bắt. Và Anna buổi trưa là Anna là đưa ra một chế độ ăn là bạn có thể ăn bất kể món gì, nhưng mà bạn phải đảm bảo lượng như sau: cơm là một chén thôi, thức ăn á, thì 100g hoặc cùng lắm là 150g. Bạn cứ nhớ là khi mà đi ăn bò beefsteak á, thì người ta sẽ nói rằng là bạn ăn cái miếng 100g hay là miếng 150g, đó là cái định lượng rồi, mình chỉ nên ăn như thế thôi, không nên ăn quá nhiều. Và rau ở trong bữa cơm đấy nó phải 4-5 lạng, ăn hoàn toàn là rau xanh, luộc cũng được, hấp cũng được, xào cũng được, nấu canh cũng được, nhưng mà ăn hoàn toàn bằng rau xanh. Và nếu mà mình muốn cái eo của mình đẹp á, thì mình đừng có vừa ăn vừa uống. Tức là mình đừng có vừa uống nước vừa ăn cơm, mình đừng có ăn nước canh nhiều quá trong bữa cơm. Lúc nào mình uống là mình chỉ uống thôi, còn lúc nào mình ăn là mình chỉ ăn thôi, không có vừa ăn vừa uống. Thế thì mặc dù trông bạn vẫn đầy đặn, thế nhưng mà cái bụng của bạn thì nó không được, nó không bị to. Và rồi tức là cái chỗ phần dạ dày này của mình, nghĩa là cái phần mà dưới ngực của mình ấy, nó săn và nó không bị như kiểu là nhão nghẹt ra. Thì cái lúc đấy thì cái cơ của mình nó cũng sẽ đẹp hơn. Thế thì đấy là cũng là một cái mẹo mà khi các bạn ăn. Thế còn bữa tối thì sao? Bữa tối thì hãy ăn hoàn toàn là rau củ quả tươi hoặc salad. Anna nhấn mạnh rằng là bữa tối các bạn không chế biến nữa, không nấu nữa. Bạn ăn hoàn toàn bằng rau củ quả tươi hoặc salad. Nếu ai đói quá có thể ăn thêm các loại hạt như là hạnh nhân, mắc ca, óc chó, hạt điều, đậu phộng. Đó, mà ăn tất cả là ăn mà không có gia vị á, không chấm. Nếu ăn salad bằng rau xanh thì có thể trộn một ít sốt. Thế còn lại tất cả những loại khác, ớt chuông, dưa leo, táo là ba cái loại mà Anna rất là khuyến khích các bạn ăn. Và khi các bạn ăn ớt chuông, dưa leo này, táo này thì các bạn có thể ăn theo một cái trọng lượng cơ thể. Ví dụ như mà mình 60 cân thì mình có thể ăn 6 lạng, mình 70 cân thì mình ăn 7 lạng. Ví dụ như Anna là một cái người mà có cái trọng lượng cơ thể là khoảng 57-58 cân, mà rất là ít người gặp Anna mà hình dung ra được là Anna nặng cân như thế. Thế mọi người nghĩ rằng là Anna sẽ ít cân hơn. Thế thì quan trọng là cái mỡ với cái cơ của mình nó phân bổ ở đâu hợp lý, chỗ nào cần to nó phải to và chỗ nào nhỏ nó phải nhỏ. Đây là một trong những cái bí quyết mà bạn có thể sử dụng cái bữa ăn này cả đời. Đến khi mà cân nặng của bạn đã ăn hoàn toàn bình thường rồi thì bạn có thể chuyển cái yogurt protein đấy thành cái protein này để nó không tiếp tục quá là giảm cân nữa. Và bạn cũng uống thay cho bữa sáng. Thế rồi yogurt protein á, nó rất là đặc, cho nên bạn có thể sử dụng làm những món sau. Đầu tiên bạn có thể trộn với sữa chua và ăn. Thì có một số người tiết kiệm chi phí thì Anna hướng dẫn họ là có thể chia cái gói protein đấy thành hai lần ăn. Còn nếu mà bạn cần no thì bạn phải ăn cả gói. Và bạn có thể trộn là gì? Với hai hũ sữa chua thì mới trộn được. Một hũ sữa chua thì quá ít. Hoặc là bạn có thể mix với sữa hạt. Mà hãy nhớ rằng là để một tí thôi nó sẽ nở ra, nó rất là khó ăn, cho nên là bạn cần phải uống ngay. Khi mà uống ngay thì không sao cả.
Và khi nó nở ra thế nó mới làm mình no mà. Thay để cho bữa ăn. Ngoài ra bạn có thể dùng để xay sinh tố. Thì Anna thường là hay xay với một hộp, một gói yogurt đấy. Thì Anna sẽ tạo ra một cái hỗn hợp. Anna lấy 5 cái hạt điều, 5 cái hạt óc chó, tổng cộng là có 10 hạt thôi. Xong rồi Anna cho với cả một cái tự nhiên quên tên cái đấy, cái gì nhỉ? Gì ngọt ngọt, à một trái trà là. Anna cho thêm một trái trà là vào, cho thêm nước vào, mix sẵn. Sau đó tôi dùng cái máy xay cầm tay, tôi mới mix sẵn. Sau đó thì tôi mới cho yogurt vào. Thì mix nhẹ một cái là tôi uống luôn. Thì tôi thấy cái đấy là cái ngon nhất. Ngoài ra các bạn có thể làm kem, có thể làm kem, có thể trộn vào làm để làm bánh. Yogurt protein có thể làm bánh được. Và trên cái fanpage chính thức của công ty ở Nga ấy, thì nó có rất là nhiều những cái hình ảnh này, dễ thương cực kỳ luôn. Làm bánh táo, làm bánh chuối, làm bánh dâu, mình cũng có thể dùng yogurt protein để làm. Cho nên là bạn hãy yên tâm rằng là bạn sẽ có rất là nhiều những cái món để mà thưởng thức, miễn là bạn phải dành thời gian cho chính mình để mà bạn chuẩn bị. Thế rồi, nếu ai mà mỡ bụng quá nhiều, quá dày thì mình cần phải thải độc cho người ta. Bởi vì một cái nguyên tắc là mỡ chính là cái nơi mà dự trữ chất béo, dự trữ những cái chất béo. Và nếu như mà mình mà không, xin lỗi, mỡ là nơi dự trữ độc tố. Xin lỗi, hôm nay Anna nói nhiều quá cho nên là hơi nhịu một tí. Mỡ là cái nơi dự trữ độc tố, cho nên là chúng ta muốn dọn mỡ đi thì trước tiên là bạn phải hiểu tại sao mỡ lại hình thành. Anna hay có một cái từ gọi là mỡ là một món quà. Nó đến để nó chỉ báo cho chúng ta một điều gì đó. Bởi vì cái cơ thể này với cái tâm trí này là hai cái thứ khác biệt hoàn toàn. Mà cái cơ thể này nó được sinh ra không phải để thực hiện những cái mong muốn của cái tâm trí. Cho nên rằng là để nó cũng không biết nói nữa. Cho nên để mà bạn làm được đúng những điều mà cơ thể của bạn, tốt cho cơ thể của bạn, thì nó buộc lòng phải đưa ra một số chỉ báo. Thế thì đến cái lúc mà bạn hiểu được giá trị của mỡ rồi, tự động nó sẽ đi thôi. Cho nên yêu thương mỡ vào, cảm ơn nó đi thì nó sẽ đi. Thì khi bạn biết cảm ơn nó, bạn sẽ biết tại sao nó lại hình thành. Độc tố rất nhiều là một trong những lý do để mỡ nội tạng phải hình thành, để bảo vệ chính cơ quan nội tạng và để cho nó có thể tích tụ kho để giữ chữ khóa các cái độc tố lại. Thế thì trong trường hợp đó thì bạn sẽ cho khách hàng dùng thêm bộ ba thanh lọc. Thì Anna tính rồi, nếu một bộ như thế này nó khoảng hơn 2 triệu, nếu mà thêm bộ ba thanh lọc nó sẽ là gần 3 triệu. Nó sẽ như thế. Thì đây cũng là một trong những cái bộ mà rất là nhiều bạn quan tâm. Rồi, Anna chuyển sang là có một bạn ấy hỏi là sản phẩm mà Yến Linh, bạn hỏi là sản phẩm mà sinh lý gọi là hiếm muộn cho cả nam và nữ. Thế thì riêng cái phần hiếm muộn này này thì mình không biết nguyên nhân tại sao lại hiếm muộn. Trước tiên là phải đi khám. Nếu mà đi khám mà bác sĩ nói là chẳng có nguyên nhân gì quá to tát, về cứ để bình thường đi, thì lúc này mình sẽ bắt đầu dùng sản phẩm của mình để hỗ trợ. Hoặc là những nguyên nhân mà nó không đến nỗi là nó què quặt quá, kiểu như là những em tinh trùng thì không có đuôi để bơi, hoặc là bị mất đầu vẹo này vẹo kia, thì cái đấy thì nó gần như là rất khó rồi. Còn đây là đó đến những trường hợp thông thường. Thì với những trường hợp thông thường á, thì mình có thể cho dùng, thứ nhất là cả vợ cả trùng dầu chồng dùng cái bộ thanh lọc. Một bộ thanh lọc đầy đủ là gồm có 3 món, là bộ ba thanh lọc này, một cái soft band này và một cái formula, là một bộ thanh lọc đầy đủ. Thì đầu tiên mình phải cho thanh lọc đã, phải cho làm sạch đã, tức là bạn phải loại bỏ ra khỏi cơ thể những cái thứ mà nó có thể gây hại đã, xong bạn xử lý gì mới xử lý. Thế rồi nữ thì mình sẽ bồi bổ nội tiết tố cho người ta bằng cách dùng Chronolon, Vita Germanium và Beauty Box. Còn nam giới thì mình cho dùng Men Box và Kẽm. Ngoài ra cả hai giới, nữ thì nên dùng thêm siêu vitamin và nam thì nên dùng thêm Neurovision. Nếu như mà bạn nào mà chưa kịp ghi thì Anna sẽ up lại cái link này lên trên kênh YouTube để các bạn có thể xem lại được. Đó là cái cách mà mình sẽ làm cho cái trường hợp mà bị mà muốn có con. Và trường hợp muốn có con ấy, chúng ta chả làm gì được khi mà người ta có nghiệp. Thế cho nên rằng là nếu muốn có con thì làm ơn là chuyển ăn thực dưỡng đi, và ít ăn động vật lại, bỏ được thì càng tốt. Bởi vì là khi chúng ta không sát sinh nữa thì tự động chúng ta sẽ tạo ra được sự sống. Rồi mình sẽ có những cái món mà mình dùng mà mọi người sẽ yêu ngay, mình dùng mọi người sẽ thích ngay, đúng không ạ? Ví dụ như là bộ kem kim cương là một trong những thứ như thế, vừa ít tiền vừa nhiều điểm, mà dùng một cái là người ta sẽ khoái liền. Bạn sẽ thấy có hiệu quả ngay trong vòng từ 3 ngày đến 7 ngày. Rồi nữa là gì? Cái giảm cân này của các bạn cũng có thể có hiệu quả ngay trong vòng 7 ngày. Nám thì không có hiệu quả ngay trong vòng 7 ngày rồi, đúng không ạ? Nám thì tôi nhớ là có anh Thông ở Đồng Nai ấy, anh ấy rất là giỏi trong cái việc điều trị nám này. Anh ấy có nhiều những cái testimonial, bạn có thể kết nối với anh Thông ở Đồng Nai. Thế thì còn
Tôi thì tôi hiểu được cái cơ chế. Thì đối với người bị nám thì phải dùng một bộ thanh lọc đầy đủ. Sau khi dùng một bộ thanh lọc đầy đủ rồi thì phải cho dùng thêm Chronolum, Beauty Box, Vitatech Manium, thêm cả canxi nữa. Và đồng thời á, đồng thời là mình phải hướng dẫn người ta để người ta rất là kiên trì, kiên nhẫn. Bởi vì đã là nám rồi á thì bạn có phải dùng 9 tháng 1 năm thì nó mới đẹp. Và tôi giới thiệu với các bạn nhé, anh Thông, tôi không biết tên đầy đủ mà anh ấy là tư vấn viên, anh ấy là nhà tư vấn chuyên nghiệp, anh tư vấn viên ở Đồng Nai. Các bạn có thể kết nối với anh ấy để anh ấy hướng dẫn các bạn kỹ hơn về phần đó. Thế còn thêm nữa là gì? Chị Cát, chị đòi sản phẩm rú bự, không biết có phải chị trêu tôi không. Thế nhưng mà mình có cách. Thứ nhất là nếu mà muốn cho ngực bự ra thì Anna có một cái phần rất là dài nói về cái này. Anna đã quay thành một cái khóa học online. Thế thì cái trong đấy ấy, thì mình mới nói là cả chế độ ăn thông thường, cả thực phẩm bổ sung và cả massage. Các bạn có thể massage kích thích dưới vòi hoa sen hoặc là nhờ đối tác của mình phát massage dùm. Và điều kiện là phải đều đặn, ngày nào cũng phải làm. Tại vì nó phải kích thích được. Nữa là chế độ ăn rất là quan trọng, phải bỏ được những cái fake estrogen đi. Tức là nói chung bạn phải bỏ hết những món như là trà sữa, rồi những cái món như là, đại thể là mấy cái món mà không healthy á, ở ngoài kia bạn phải bỏ đi để nó bỏ hết những fake estrogen. Vì khi có fake estrogen thì cơ thể mình không tự kích thích và không tiếp nhận estrogen nữa. Thế rồi bạn sẽ phải dùng thêm Chronolum, Beauty Box và Vitatech Manium, kết hợp với một chế độ ăn uống đầy đủ, nhiều những cái đồ tươi, ăn uống healthy ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là cái vòng 1 của bạn sẽ được cải thiện lên vô cùng đáng kể. Ngoài ra thì bạn còn có thể có một số những cái món ăn. Chị em tư vấn viên nào mà rất tha thiết để cho ngực bự lên thì có thể thôi inbox cho tôi gửi cho cái chế độ ăn nhé. Chứ bây giờ mà nói thế này thì nó quá dài đi, đúng không ạ? Rồi, còn rồi ok, với nữa là gì, nếu như chúng ta muốn có những cái bộ sản phẩm mà có hiệu quả ngay sau 3 ngày và 7 ngày thì các bạn hãy tập trung vào cái bộ sinh lý nam này, sinh lý nữ này, tập trung vào bộ giảm cân, tập trung vào cái bộ mà tăng sức đề kháng. Trời ơi, cao thủ luôn đúng không? Riêng tăng sức đề kháng của chúng ta chỉ với bộ sản phẩm này và Formula 4 thôi, nó có thể cho ngắt cơn bất kể một cái cơn hắt xì, hắt hơi, sổ mũi nào. Và các bạn có thể hình dung là nó sẽ hiệu quả ngay sau, chỉ sau 2 đến 3 tiếng khi mà chúng ta sử dụng. Cho nên là việc của chúng ta là cứ tin tưởng tuyệt đối và dùng. Rồi có những cái món nữa mà chúng ta có thể sử dụng để có hiệu quả ngay trong 3 ngày và 7 ngày. Ví dụ như là món Stress Relief là dành cho những cái người mà bị căng thẳng stress. Món đấy cũng là một trong những cái món mà bạn sử dụng, bạn chịu khó sử dụng. Thì nó sẽ ra được. Bây giờ Anna sẽ nói thêm với các bạn một số món mà đội nhóm của tôi vẫn dùng. Bởi vì khi mà mình dùng như vậy á thì mình mới có thể phát triển nhanh được các bạn ạ. Còn nếu mà mình mà không dùng như vậy mà mình lại dùng toàn là những cái, mình lại tập trung vào những cái đối tượng bệnh á, thì bạn nên dùng đi. Thời gian là vàng là bạc, làm sao mà tư vấn được cho những đối tượng bệnh. Còn nếu mà đối tượng bệnh á, thì bạn phải làm sao họ trở thành tư vấn viên, rồi họ nghe những cái video clip của anh Minh này, rồi họ nghe đào tạo này thì nó mới đỡ hơn được. Chứ không thì chúng ta vất vả lắm, mà vất vả như thế thì không nhanh được. Tóm lại là thời gian có hạn thôi, cho nên là mình tập trung vào một số nhóm đối tượng cụ thể. Thế còn cái kia thì hữu duyên thì mình chia sẻ và yêu cầu người ta phải vào để làm tư vấn viên. Tôi nghĩ là tôi hơi bị lố giờ một tí, mà tôi sẽ đặt cho các bạn thêm một số những cái thứ này nữa. Những cái bộ sản phẩm mà có cái khả năng ra được những cái kết quả rất là nhanh. Rồi, nữa là gì, các bạn có thể cho người ta sử dụng một số món, tức là tất cả những món trà của chúng ta thì đều có cảm nhận rất là nhanh này. Tất cả những cái món gel bôi khớp của tôi, của chúng ta, các bạn biết rồi. Mà tôi thì tôi không thích bán trà, tại vì bán trà thì ít tiền lắm. Mới lại là cái món đấy là cái món mà mặc dù là chỉ một món hàng có hơn 100.000 thôi, nó cũng đã có rất là có hiệu quả rồi. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta muốn có hiệu quả mà một cách tuyệt đối, mà để cho người ta trải nghiệm được nguyên một cái chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng của chúng ta, thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đưa ra một cái đơn hàng nó khoảng chừng 2,5 triệu đến 2,7 triệu các bạn ạ. Và các bạn hãy cứ tự tin đi, khi các bạn phối kết hợp bất kể một món gì của chúng ta mà có cái đơn giá từ 2,5 triệu đến 2,7 triệu tổng cộng á, thì chắc chắn là khách hàng sẽ có cảm nhận được hiệu quả sau từ 3 ngày cho đến 7 ngày. Yên tâm là như thế.
Thế còn cái file này thì Anna có Anna cũng không biết cách nào để đưa cho các bạn. Mà ok, nếu mà bạn nào mà rất cần thì inbox, thì Anna sẽ không trả rất nhiều món đâu. Anna không thể trả lời được rất nhiều thứ và giải đáp được rất nhiều thứ, đặc biệt là về sản phẩm thì các bạn nên hỏi cái người apply của các bạn. Mà có một số anh chị em mà cứ hỏi Anna hoài ấy, thì Anna sẽ gửi cho các bạn cái đó. Tôi không phải là một chuyên gia mà giỏi điều trị bệnh. Tôi là một chuyên gia biết sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe để làm sao mà có thể giúp cho cơ thể của mình, kích thích cái cơ chế tự sửa chữa của cơ thể của mình. Và Anna qua đây cũng muốn nhắn gửi đến các bạn một cái thông điệp như vậy. Nếu như các bạn chỉ cần hiểu được cái nguyên tắc sản phẩm của chúng ta, nguyên tắc đấy thôi đã rất là đáng giá rồi. Cái giá trị của chúng ta nó nằm ở cái cả một cái chương trình khoa học có bản quyền độc đáo, và độc quyền của chúng ta là thanh lọc năng lượng cân bằng. Và công ty đã chia ra đâu là sản phẩm thanh lọc, đâu là sản phẩm năng lượng, đâu là sản phẩm cân bằng. Việc của chúng ta là kết hợp lại. Và cứ một đơn hàng mà khoảng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7, nhất định người ta sẽ có cái cảm nhận từ sau 3 ngày cho đến 7 ngày. Hãy cứ tự tin là như thế. Bởi vì trong suốt tháng này là tháng thứ 7 Anna hoạt động, Anna đều dùng những cái đơn như vậy. Và chưa có một cái khách hàng nào phàn nàn các bạn ạ. Chưa có một khách hàng nào. Ví dụ cái bộ mà như bộ ngủ cũng là một trong những cái bộ mà có hiệu quả rất là nhanh, đúng không? Và đồng thời nữa là gì? Khi mà tư vấn thì đừng quăng cho họ ngay cái bộ thanh lọc. Ngay cả những người bị bệnh mãn tính ạ, đừng quăng cho họ. Tại vì khi quăng cái bộ thanh lọc mà nếu mà họ có những cái phản ứng thải độc rất là mạnh ấy là vất vả lắm. Cho nên là việc của chúng ta là gì? Cho họ dùng dòng năng lượng trước, giống như làm cho cơ thể của họ khỏe khoắn lên, họ có lực thì họ mới biết cầm cái chổi để quét rác. Và nói trước với họ là tháng đầu tiên, tháng thứ hai thì sẽ cho họ khỏe lên trước, cho họ cân bằng lại trước. Sau đó rồi đến tháng thứ ba gì đấy thì bắt đầu mình quét rác ra khỏi cơ thể. Thì lúc đấy người ta cũng có đủ thời gian để người ta có cái cảm nhận rồi. Thì lúc đấy người ta không bị sốc, không bị cảm thấy mệt khi mà có những cái biểu hiện mà thải độc. Thế thì rất là mong trong thời gian ngắn ngủi như thế này thì Anna có thể truyền tải cho các bạn. Đấy, chỉ cần nắm như thế thôi, đừng có quá phức tạp, đừng phức tạp hóa vấn đề lên. Và chỉ cần là làm sao kết hợp cho họ một đơn hàng như vậy là nhất định họ sẽ có hiệu quả. Và tất cả những cái thực đơn ở trong hệ thống của mình có rất nhiều người phối kết hợp sản phẩm giỏi. Và Anna tin chắc rằng là với những cái gì các bạn đã có sẵn, cộng với cả nhiều bạn thắc mắc là tại sao Anna phát triển nhanh được, thì đây cũng là một trong những cái chiến lược rất là quan trọng, là lựa chọn sản phẩm như thế nào để có thể phát triển nhanh. Nhớ nhá, mình có thể hoàn toàn có thể bán trà, hoàn toàn có thể bán đơn 500.000, 700.000, mà hãy bán cho họ những cái combo mà cái combo đấy mang lại cái cảm nhận thực sự. Thế rồi nếu họ bảo họ không có tiền á, thì hãy hướng dẫn họ cái cách để được uống sản phẩm miễn phí. Chúng ta đang có một cái phương tiện mà hoàn toàn có thể giúp người ta được uống sản phẩm miễn phí mà. Thế cho nên là cái vụ mà 500 hay 1 triệu hay 2 triệu 6 nó không thể lấy cái vụ đắt rẻ ra đây để mà lấy lý do được. Quan trọng là chúng ta xét lên combo nào để nó có hiệu quả các bạn ạ. Một lần nữa xin chúc tất cả các anh chị em tư vấn viên của Siberian có thể có lên được những cái đơn hàng mà nó khoa học nhất, thông minh nhất, có hiệu quả nhanh nhất, và mang lại cho các bạn một cái cơ hội mà phát triển đội nhóm nhanh nhất. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu thương và ủng hộ Anna. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.